Rồi, xin chào các bạn, mình là Phước Bé và chào mừng các bạn quay trở lại con game Murder House. Tập trước mình làm thằng nhóc đã bị thằng sát nhân bắt lấy và bị xẻ thịt mũi thì thế sao đó. Và tập này là đang ở thời điểm hiện tại mà mình không biết hiện tại là năm bao nhiêu, nào chứ là năm 1985 hả? Ừ, nói chung là lâu đấy. Rồi, đợi nó lát xong rồi coi tình hình như thế nào em. Recent Day 1988 ở khoảng 10 năm sau. Ừ, chắc tầm đó. Đấy, sao nữa? Hiện tại là năm 1988 này. Cái chảo này chắc là phóng viên hả? Cái chảo anten này chắc là phóng viên rồi. New kìa, đúng rồi, phóng viên. Phóng viên đến đây. Rồi bọn này làm gì đây? Có Còn gì ngồi nhỉ? hiếp. Có vẻ như chúng ta đến đây rồi. This place? Ew, I nơi can't này believe I went from the news desk to this. này hả? Tôi không thể tin được tôi đến từ tài sản báo cho đến chỗ này, từ nhà sản báo cho đến chỗ này, từ cái chỗ nơi ở You're nơi lucky làm. you have this after the incident with the poodle. Cô này cảm thấy may mắn. Cô đã có cái công việc này sau cái sự việc ở Budi gì đó. Cái này nghĩa là gì không biết. Báo dịch thuật nha. Cô nên cảm thấy may mắn với cái công việc sau cái sự việc đó. That could have happened to anyone. Cái việc đó có thể xảy ra với mọi người nè. All right, let's get started. We don't have all day. Được rồi, chúng ta bắt đầu nào. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Where the hell is the real estate agent? Cái thằng hướng dẫn viên đâu hả? Như là hướng dẫn viên hả? Thằng nào ạ? Thằng trả nó 50 đô la để dẫn chúng ta đến cái chỗ này để kể về câu chuyện. Xe của nó đấy nè, nhưng mà nó đâu rồi? Thằng Hey, chó nó đâu intern, rồi? what's your name again? Thực tập sinh, chú tên là gì? Emma. Emma. Không chủ ngữ, không quyền ngữ. Emma là Emma. Yeah, Emma. Make Emma. yourself useful and find us a way in. Trở nên có ích và kiếm đường cho chúng tôi vào đi. À, đúng kiểu sếp luôn. Đúng kiểu là đại ca sếp luôn. Đây có thể là một cái ngày tệ nhất khi mình mới bắt đầu thực tập ở đây. Mình đã cố gắng thực tập và mình cũng đã thực tập rất lâu rồi. Và mình cũng nghĩ có thể tiếp tục cái thực tập này lâu hơn nữa. Khi thể lực mình hết cạn kiệt thì mình cần phải được nghỉ, cần phải được nghỉ ngơi và sau đó mới có thể làm việc lại được. Ok, vậy mình nghĩ mình là Emma nha. Đúng rồi, mẹ là Emma, mẹ là một cô bé mới 16, mặc quần ngắn ở trước nè. Stamina là cái thần dữ à, có nghĩa hồi nãy nó nói thể lực là cái đó hả, chứ không phải là thể lực của nó. Là thường là sau để coi mình thường chạy hết thể lực rồi chuyện gì xảy ra nè. Vậy là con em bé mà lại thua đứa con nít à, bởi vì đứa con nít nó chạy mà không cần stamina luôn, còn con này cần đó phù hợp này. Rồi hết thân lại là rồi, phải nghĩ nè, rồi chạy tiếp nè. Đang ở mình chờ góc nhìn thứ nhất đi. Ngực đâu rồi, ngực bé đâu rồi? Mình nằm vô được. À, mình thấy cái gì? Nhìn giống khẩu súng shotgun. Ồ, khẩu shotgun đấy các bạn. Yeah, có vẻ như là một khẩu súng mình có thể lấy được ở chỗ này từ chỗ này. Thế làm sao để vô ta? Mình thích khẩu của nó rồi đó. Mới vô có ngày khẩu đó chẳng khác nào endgame. Rồi, đây. Sau nhà nó sẽ mở, nhưng mà có vẻ như không phải rồi. Chỗ này có vẻ ổn đấy. Rồi, vô nào. Ghê. Ảnh vô rồi. Mình không thể tin được là mình đang đột nhập vào một căn nhà ở dưới đây, đáng sợ quá. Điều gì mình biết cabinet đã bị khóa, có gì đó quan trọng ở bên trong. Góc nhìn thứ nhất thì mình không tương tác được. Góc nhìn thứ nhất thì mình không tương tác được với cái này.
boss, có một số phiêu boss bị mất. Chắc là sau này cần để nặng đi. Ồ, mày đã cắn thì có thêm một cái tủ ở đây này. Vậy là có khả năng là khi mà nó dí là mình phải đi núp trong tủ đấy. Ăn cao rồi vậy. Ui tối mù. Thấy một cái gì khóa rồi, cái gì bị khóa. Mày có thấy cái mẹ gì đâu. Tối không phải cái đấy. Đâu thấy gì kìa. À trời má ơi, nó nằm ngay đây. Ui. Rồi đi vòng quanh nhà trước nè. Chương trình sớt không? Sớt. Phải nói. Phải rồi, ở dưới sao? Có gì hết. Ở dưới nữa sao? Có gì hết. Có cái trên đầu bị khóa. Ok. Yes. Có nước nào nhanh hơn. Gì đây? Rác. Giờ yeah, giống điếu xì gà. Bút chì rồi. Mình đã có bút chì rồi. Làm John Wick được rồi các bạn ạ. Có một cái tủ lạnh hả? Không, mình không muốn mở nó ra đâu. Ok. Một cái lò nướng kinh khủng nhất mà mình từng thấy. Cái bàn gì nè. Cốc. Cốc. Cốc bẩn. Có thể mở được nè. Hết rồi. À, mỏ chỗ này chắc hơi lâu rồi. Có cái gì nè. Có một cái phần gì ở dưới mà mình phải bới tới được. Ok. Mình nhớ chỗ đó nhé. À. Cái này là quay lại nhà kho hả? Cái này là nhà kho mà. Ờ đúng rồi, quay lại đây rồi. Gì trên bàn này. Let the note. Gì đây? Này Henry the real Iceman. À. Nè Henry nè, có vẻ như ai đó đã phá khóa vào khe tầng hầm từ cửa sổ phía dưới và đã chui vào nhà. Kể từ khi lần cuối tôi đến đây, bọn chúng đã ăn cắp cái fuel là cái pin ấy, gọi là ác quy gì đó, cho nên là cái điện đã bị mất. Đừng lo lắng, tôi biết có một cái cục nào đó nằm quanh đây ở đâu đó thôi. Tôi để ở cửa trước mở khi giả sử như tôi không nghe thấy mấy người tới, chỉ cần gọi tên tôi thì khi mà bạn vào. Ok, có vẻ tên điện Henry gì đó là đã đến đây xử lý cái vụ việc bị mất fuel. À, mình đi trong nhiều giờ chưa thấy hắn ở đây. À, mình nên mở cửa tự kia vào trước rồi. Mở cửa tự kia vào rồi. Nó kêu. You got in. Did you see that goddamn real estate agent? Làm việc tốt lắm, cô vào được rồi. À, cô có thấy cái thằng khỉ hướng dẫn viên kia không? No. Không. The house is empty. Nhà thì trống. That bastard. I should have given you the 50 bucks. Tôi nên cho cô 50 đô mới đúng. Hợp lý. Ew, it's musty. Ew. Nó móc, nó thối rồi, nó móc quá hả? Chop chop, it's time to hustle. Được rồi. Grab all the equipment in the van and get it in there. Đến lúc làm việc rồi. Lấy hết tất cả trang thiết bị ở trong dưới xe và đem lại đây. Chúng ta phải cần có thời gian để set up lên. Không đứa nào lấy, mình phải đi lấy hả? Mình phải đi lấy. Ai thật không đứa nào mang luôn. À, mang luôn, trời ơi. Mang luôn kia đi. Tay mình đầy rồi. Ồ, chắc các bạn chờ mình tí ha. Mình phải vận chuyển cái đống rác thải này cho cái ông giám đốc với lại mấy anh trai kia. Nó không biết mang đồ vô. Đi có tay không à. Phải mang hết đồ vô à. I hope this không phải không. Mình hy vọng là cái công việc này, công việc nặng nhọc này được trả lương ngon. Mồm kia hơi thối tí nhưng mà chắc ông sẽ trả tiền cho bé thôi. Nên bé cứ yên tâm nha. Ok. Đèn đã được bật nhưng mà không có điện ở trong nhà này. Vãi thật. Mình nên nói với một ai đó. Nói anh này. Wow, this is a cool house. Đây là cái căn nhà đẹp quá. Đẹp. Really? I hate
I hate every second of this. Ghét căn nhà này mọi lúc mọi nơi. What are you waiting around for? Turn on the light. Let's get rolling. Bật cái đèn lên và bắt đầu lại nè. Điện mất rồi. Turn it back on. Vậy thì bật nó lại đi. I don't know how. Tôi không biết làm sao cả. Figure something out. Vậy thì suy nghĩ đi. Ôi đồ, vãi. Mình muốn cái ông già này chết đầu tiên đó các bạn. Mình muốn ông, nếu mà có sát nhân xuất hiện thì mình hy vọng là ông già đó là bị người bị thịt đầu tiên luôn đó, thề. Ồ, cái gì đây? Phiêu. Rồi. Ta có cầu chì, cái đó gọi là cầu chì ắc quy đó. Giống như cái chìa khóa. Để thêm một cái bút chì. Wow. Chắc mình là John Wick rồi. À cái chỗ đó cũng núp được à? Giờ biết. Vậy là vô phòng nào cũng có khả năng núp. Vấn đề là chắc mình phải nhờ ai đó lên phụ mình đẩy. What the fuck? Mai cái đó mà để góc nhìn thứ nhất thì chắc tái luôn. Có đứa nào đó trên này vậy? Bị khóa rồi. Shallowwood không thể mở nữa, không có chìa khóa. Vậy là có đứa nào núp ở đây rồi. Phát, cái đó ghê đấy nha. Hey Tom, do you know how to turn the power on? Hey Tom, làm sao để bật điện? The power? Điện hả? I don't know anything about that. Tôi không biết đó là cái gì. For a fuse box? Có vẻ như tìm cái hộp cầu chì ấy. Vấn đề là làm sao để đẩy cái tủ ấy. Mình cái ông này sao ta? Get the power. Sao được. Ghét ông già nữa. Có cái máy giặt chạy được kìa. Có gì đó ở trong cái máy giặt à? Để tắt nó đi. Mà bị ấy rồi. Mình không có chi được không? Để cho dừng máy giặt. Mà giặt là bị nóng à. Nghĩa là mình không thể làm gì được. Vậy mình cắt điện. Thì mình sẽ cắt điện xong rồi. Cắt điện đâu nào, nhờ cắt điện được không? Điện lại bật rồi. Hết rồi. Trời ơi, cái máy giặt nó bật lên xong rồi cái máy mình nó giật vãi cái đái luôn nè. Từ khi cái máy giặt đó giờ bật lên là cái máy mình nó giật vãi cái đái luôn nè. Wow, nó rung cái mặt, cái mắt mình nó muốn lát theo luôn. Hey, the power's back on. Ok, điện lên rồi. Bắt đầu nào. All right, good. Được rồi, tốt. Everything's set, Tom? Mọi thứ xong chưa, Tom? Yep. Lighting's ready. Điện đã có. Camera bắt đầu quay. Hey Gary. Này Gary. I was thinking we could. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên. I don't pay you to think, Dana. I pay you to read the goddamn script. Phải cả nồi à. Tôi trả tiền cho bà, tôi trả tiền cho bà không phải để nghỉ đã nè. Tôi trả tiền cho bà để đọc cái thứ, đọc cái tin tức, kịch bản. I hate this job. Mình ghét cái công việc này. Well, pull it together. Vậy thì cố gắng mà làm đi. Ready everyone? Chuẩn bị chứ mọi người. All right. Rồi. Action. Yo. Anthony Smith, more commonly known as the Easter Ripper. Hay còn được gọi là cái ngày ngày thỏ chết chóc. Ngày thỏ chết chóc hay ngày thỏ dã man hả? Ngày thỏ đồ tể, ngày thỏ đồ tể, đúng rồi, được biết là thỏ đồ tể. The mere mention of his name sends shivers up the spines of parents across the country. Chỉ cần nhắc đến tên của hắn thôi thì đã làm cho kinh động tất cả những người dân ở quanh khu vực. A horrible murder spree leaving lives shattered and families ripped apart. Cái hành động giết người hàng loạt của hắn đã làm cho nhiều gia đình tan vỡ. Okay. Tonight we'll go inside his vacant home, where 11 innocent children spent their final moments in agonizing pain and terror. Tối nay chúng ta sẽ vào cái căn nhà của hắn và nơi mà 11 đứa trẻ
11 đứa trẻ đã giết bởi tay của hắn trong đau đớn và kinh hãi. Untouched since those horrible crimes 8 years ago, some say his spirit still haunts the home till this day. Không được. Tội ác này đã diễn ra từ 8 năm trước. Một số còn nói rằng là cái linh hồn của hắn vẫn còcòn ám căn nhà này cho đến tận nay. I'm Dana Turner, and this is a News 9 special report. Đây là bản tin số 9 đặc biệt. Silenced tears inside the home of serial killer Anthony Smith. Nước mắt câm lặng hả? Ở trong căn nhà của tên kẻ sát nhân hàng loạt Anthony Smith. Let's take a break. Rồi, nghỉ thôi. I think I want to redo the line where Gary, tôi nghĩ rằng tôi muốn nói lại cái nơi, cái chỗ mà this is 60 minutes, Dana. It's channel fucking 9. We're not here to win a Pulitzer. Phải. Đây không phải là 60 phút Dana, đây là cái kênh chính. Cái kênh DM nó chính. Chúng ta không phải ở đây để là thắng giải gì đó. Được I'm rồi. Going to find a place in this gross house to fix my makeup. Thôi, được thôi, tôi sẽ đi kiếm một nơi nào đó để trang điểm lại cái makeup. Trang điểm lại. Ok, mọi người rồi. Wow, dọn dẹp nhanh vậy hả? Mọi người hết rồi. Rồi, cha già đứng đây nè. This is a great opportunity for you. Đây là một cơ hội tốt đối với cô này. Put in a little extra effort and you can really get ahead. If you know what I mean. Chỉ cần cho một chút khả năng vô nữa thì cô sẽ có thể đi trước đây nếu như cô hiểu ý tôi nói là okay, gì. Okay, I'll keep that in mind. Tôi sẽ cố gắng Where the hell is Dana? I don't want to run around all day. Không đợi quanh đây cả ngày đâu. Nào, phải đi kiếm Dana. Đang ở Dana dưới hầm. Bởi vì trên đây chỉ có trên lầu. Bởi vì ở bếp với hầm. Xuống hầm. Mà hết cả hồn bài này cưng tôi khát nước quá cho nên nói chuyện quá, có thể lấy cho tôi một cốc nước được không? Sure. Thôi mình nghĩ là mình có một cái cốc dơ bệnh ở nhà, mình biết mình nhét bút chì vào đây được không nhỉ? Mấy cái này có thể dùng bút chì để thế thôi. Đây là một cốc nước bẩn. Bạn có cái cốc bẩn xin đó thì làm sao để đổ nước vô cái cốc nhỉ? Hay là mình không cần, mình cứ đưa là đưa chưa? Phải, giờ mình phải đi lấy nước ở đâu à? À hay là mình phải nãy mình không dùng kiểu này. Mà cái nước này uống được không ấy? Trông ghê vậy. Cô đã rửa cái này chưa? Rồi. Yes, rồi. Rửa rồi đấy bạn. Tôi vừa nhớ ra. Tôi tìm thấy cái chìa khóa này nằm xung quanh. Thì chưa, nếu như tìm thấy một cái thứ câu chuyện nào đó có thật ở trong căn nhà thì cái chuyện gì đó sẽ có một cái thứ gì đó sẽ được báo cáo lên. Ok. We can get hired on a real network. Và có thể chúng ta sẽ được mời đi làm việc ở một nơi thực sự có tiếng không? Này, làm gì vậy ở đây vậy? Bây giờ bật đèn lên và chuẩn bị quay phim đi nào. Putting people to sleep here with this boring story. Time to sex this up. Hey you. Phải. Mọi người sẽ cảm thấy buồn ngủ nếu như nghe cái câu chuyện này, câu chuyện chán nản này cả ngày. Bây giờ thì làm cho nó có ấy một thêm một chút này. Này, cô kia. Tôi á hả? Đúng vậy. Đẹp. Chùm cái tấm vải này lên nè. What the fuck are you doing? Gary, ông làm cái pep gì vậy? No one's gonna wanna watch this boring thing. Không ai thèm. Your dry reporting isn't helping. Không ai thèm coi cái thứ chán nản, cái chữ chán ngắt này đâu. Và cái kiểu nói khô cằn của cô chả được tắc, có ích gì cả. I'm reading the teleprompter. Tôi đọc theo cái kịch bản. People want to see ghosts. Mọi người muốn thấy con ma ấy. Okay, rồi. When Dana says he still haunts the home he grew up in, I want you to run through the background. Được rồi, thực tập sinh khi mà Dana nói là hắn vẫn còn ám cái nơi này thì tôi muốn cô chạy ngang qua cái cửa. Hiểu chưa? Right. Được rồi. Let's do this. Làm thế nào?
mình nghĩ chạy qua sẽ là con thỏ. Sau khi Dana nói gì đó, thì mình còn phải chạy qua cái cánh cửa. Action! Action. The rampage started in late March 1979, when Smith walked into a local mall and took a seasonal position as an Easter bunny. Sau một cuộc tham gia vào tháng 3 năm 1979, thì cái nơi mà Smith làm việc là một trong một cái thương mại hả? Khu thương mại, và được cho vào cái nhiệm vụ là làm một con thỏ Giáng sinh. Phục sinh. A job meant to spread joy and cheer put him in the perfect position to abduct young children until his capture and execution in 1985. Many of the bodies have not been recovered. As told by the sole survivor, Randy Martinez, Smith would release the children in his greenhouse and force them to go on a deadly Easter egg hunt while he stalked and murdered them. 2 years later, many say he still haunts the home he grew up in. Whee! Ai lột đường? Whee! 2 years later, many say he still haunts the home he grew up in. What was that? Did you get that? Không, I apologize to the viewers at home, but I just felt an energy pass by behind me. Let's continue deeper into the house and see what secrets we uncover. Cut! This is ratings gold. Let's take a break and pick up in the bedroom. Cái này chuẩn rồi đấy, giờ thì đến cái phòng nghỉ và bắt đầu và quay từ cái phòng ngủ đấy. I'm going to go use the restroom. Tôi sẽ dùng nhà vệ sinh. Hey you, này, I'm getting hungry. Take the van and pick us up some pizza. Đến van và làm pizza đi. You the station credit card. Phải thật. Hài phá cái đái. Hài thật đấy. Rồi, mình chuẩn bị nghỉ ha. Này đoạn đầu chán thì chả có gì xảy ra, hay mình chơi đến lúc mà có con thỏ nhảy ra hù quá. Red Room hả? Red Room mình chắc là trên lầu, mình nghĩ là thanh niên nó đang ở trên lầu hả? Để mình nhờ thanh niên nó đẩy cái tủ ra. Mình đoán là thanh niên nó đang ở trong đây nè. Ôi, không phải thanh niên mà. What's taking so long? Làm gì lâu thế? Tôi không thể là nữa cái bụng rộng được. Soon? You know. Phòng này đẹp đấy, nên quay tiếp từ phòng này. Thanh niên nói thế. Ok, vậy thì cứ theo cốt truyện thôi, ra cái van ra cái trước khi mình cầm cái small key đất. À. Cái chìa khóa quên mất. Chìa khóa này có rất là nhiều chỗ có thể dùng chìa khóa này, mình không rõ cái chỗ nào là tốt nhất này. Ok, cầu thang ở đường này. Unlock. Rồi, vô nè. Mà có cái cầu thang cũng vậy nữa hả trời. Wow. Mình cảm thấy nơi này khá là an toàn, giống như không có chuyện gì có thể xảy ra ở đây vậy. Một cuốn journal có thể viết xuống để ghi lại. Cái chìa khóa là cái slogan. Một cái đèn pin đấy. Làm sao để dùng đèn pin nha? Được. Mình lưu game rồi, mình sẽ tạm ngưng lại đây ha các bạn ha. Bởi vì chơi cũng khá dài rồi. Mình có thể lưu game nếu như mình có bút chì. Mình chơi cũng khá lâu rồi, nên mình sẽ tạm ngưng tại đây. Và phần sau thì chắc chắn là sẽ bị hù đấy, nên là các bạn sẽ cố gắng coi nhé. Mình sẽ tạm ngưng video tại đây. Cảm ơn các bạn sẽ bút béo. Đây là Murder House. Chưa có gì thú vị cả nên tập sau sẽ thú vị, nhớ coi nhé. Và mình sẽ lúc sau bút béo out. Bye bye, chào chào, lưu phát nào, lưu chữ ra nào,